Rồi, em xin chào nhà nha. Em lên tiếp cho nhà một con cơ nha, cơ máy trắng đi. Cơ lộ trước lộ sau máy trắng bản kiểu nó thiết kế như dạng cổ điển, nhìn cổ điển, cọc số La Mã này. Máy trắng ha, máy không dập hiệu. Nhưng mà con đồng hồ này nó có hiệu ha, nhưng mà cái máy của nó máy máy, máy trắng nè, không dập hiệu, tức là bán máy trắng luôn nha. Có ruby rõ ràng ha. Nói chung mấy máy này mình xài cũng bền lắm nha. Tự máy trắng thì anh em biết rồi. Bán gì để anh em mình đỡ nói tới nói lui về máy thôi, đáy sấy luôn, độ mới còn cao quá. Anh em thường hay sưu tầm, người ta mua về người ta kiểu người ta ngắm này nè, có nhiều người ta chỉ cần ngắm đồng hồ thôi, coi cái máy hoạt động cơ nữa thôi, hoặc là sưu tầm trong bộ sưu tập người ta có mẫu này mẫu kia. Mấy cái mẫu này thì giá rẻ mà bình dân, cũng thích hợp với nhu cầu của nhiều anh em sưu tầm nữa ha. Để con này thì lên cốt nha, lên cốt cốt tay chạy cũng đang chuẩn luôn á, độ mới cao, kính còn đẹp, full zin, dây còn dài này vậy, kiểu hàng cũng hàng trưng bày sao nhỉ, dây cũng còn dài lắm, lên tay nè, kim nung xanh, kim nung xanh. Rồi con này thì xe ngang của nó ha, 34.7, đứng luôn là 42.8 mỏng, 9 ly rưỡi. Rồi con này 450 mà X32 nha, 450k mà X32 nha, ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.